Một số tin tức về an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ thành công 2 đối tượng, thu giữ 6 bánh heroin. Vào khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 9 tại khu vực bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng Vừa A Thơm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi đối tượng đang trên đường vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ. Vật chứng thu giữ tại chỗ gồm 6 bánh heroin, 1 điện thoại di động, 1 xe máy. Mở rộng điều tra vụ án, cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Lầu A Sùng, trú tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.